chư vị, ở trong bài kinh Luca Sutta, vua trời xuống hỏi Đức Thế Tôn làm cách nào để mà vượt thoát ra khỏi cái vũ trụ, tức là thoát ra khỏi sự sinh tử luân hồi, bằng vào cái thần thông có thể thoát ra không? Đức Phật nói không. Rồi thưa chư vị, thần thông ở đây có nghĩa là dùng trí tuệ, dùng sự hiểu biết của mình mà mong là thoát khỏi là không bao giờ có. Tại sao? Tại vì Đức Phật nói cái vũ trụ ấy nằm ngay trong tâm thức của từng cá nhân. Cái vũ trụ của anh A khác với vũ trụ của anh B. Vũ trụ quan, tức là cái quan điểm về vũ trụ, sự nhận biết của vũ trụ khác nhau, không có ông nào giống ông nào ấy. Bởi vậy nó mới tạo ra những địa ngục khác nhau. Bởi vậy nó mới tạo nên những địa ngục khác nhau. Vì tâm thức mỗi người mỗi khác, vì nghiệp mỗi người mỗi khác, và tu tập mỗi người mỗi khác. Đức Thế Tôn hỏi Ngài Xá Lợi Phất, ông có tin rằng nhờ năm lực tín tấn niệm định tuệ đưa tới giải thoát hay không? Ông có tin nhờ năm lực, vũ lực để đưa tới sự giải thoát? Tín tấn niệm định tuệ. Ngài Xá Lợi Phất nói không. Đức Thế Tôn hỏi tại sao thế? Bạch Đức Thế Tôn, lúc con chưa tu thì Đức Thế Tôn nói nương nhờ vào năm lực tín tấn niệm định tuệ. Tín là tin sâu nhân quả, tin sâu vào tam bảo, tin sâu vào sự giải thoát. Tấn là tinh tấn các việc bất thiện luôn luôn bỏ, các việc thiện luôn luôn làm, thấy rõ sự khổ đau ở trong sinh tử luân hồi, từ bỏ hết tất cả các cái việc khác, chỉ chú tâm đưa tới sự giải thoát. Niệm lúc nào cũng có chánh niệm, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, không rời một bước cái chánh niệm. Định tâm không có lăng xăng, không thấy cái này thích, thấy cái kia thích muốn làm, không, thông dong làm. Tuệ thấy rõ sự khổ đau của tứ diệu đế, từ bỏ cái tham, ly tham đoạn diệt. Tham cái thân, tham ăn, tham ngủ là chánh. Với Đức Phật hỏi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất nói không. Đức Phật hỏi tại sao? Nói bạch Đức Thế Tôn, lúc con chưa biết thì Đức Thế Tôn dạy con nương nhờ nơi đó, nhưng mà con tìm ra được cái của con, và cái của con tín tấn niệm định tuệ nó không giống như là cái của Đức Phật. Mặc dù cái của Đức Phật cũng là tín tấn niệm định tuệ, nhưng đó là cái thấy của Đức Phật, cái hành trì của Đức Phật. Đức Phật hành trì tín tấn niệm định tuệ, mà con hành trì tín tấn niệm định tuệ của con, cái kiểu của con, mà con đã thẩm thấu, con biết rất rõ, cho nên con không có tin. Đức Phật hỏi có tin không? Con không tin, tại vì cái đó là của con rồi, nó đã là của con rồi thì con không có cái gì tin hết, nó là của con rồi. Tức là bản ngã nó đã triệt tiêu nhờ tín tấn niệm định tuệ. Cho nên con đường tu tập nơi ngũ lực, tín tấn niệm định tuệ phải có. Đầu tiên là phải tin sâu nhân quả. Đừng biến Đức Phật thành ông thần. Tối ngày xin Phật cái này xin cái kia. 7 tỷ người, chưa kể sinh linh chó mèo rắn chuột, cả mấy trăm tỷ rồi cứ xin Phật. Con cọp thì nó nói lạy Đức Phật, cho con mỗi ngày con xé xác được mấy con, con ăn cho no. Còn mấy con nai nó nói lạy Phật từ bi, xin cho con chạy ra khỏi cái ninh vút của con cọp. Đức Phật giải quyết sao đây? Đem con nai ra khỏi con cọp, hay là để cho con cọp nó sơi con nai? Đừng biến ông Phật thành ông thần. Đức Phật là thầy của trời và người.
Ngài đó là Ngài bậc đạo sư, Ngài chỉ cho chúng ta con đường để chúng ta thoát khổ. Nhưng thưa chư vị, tin Phật mà tin cái kiểu mà tối ngày cầu nguyện không đó, có thoát không quý vị? Đức Phật ví như cái muỗng múc kinh đó, múc hết tô này tới tô kia, kinh này cũng tụng, kinh kia cũng tụng, mà tham sân si không bỏ, vô minh không phát triển, tuệ giác không phát triển, vô minh không diệt trừ, tuệ giác không phát triển, sân si còn y nguyên, thì coi như chẳng có tu. Người đó chỉ lý thuyết à. Ngày chúng ta ngày nào cũng tụng kinh, quý vị thử kiểm điểm coi. Tụng kinh xong rồi làm gì? Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối rồi đi ngủ rồi chờ chết. Có ngày nào khác không quý vị? Có ngày nào khác không? Có ngày nào mà quý vị thử một ngày sám hối từ sáng tới tối không ăn? Con thành tâm sám hối vì có cái thân này, cho nên con phải lưu chuyển trong sanh tử luân hồi vì con còn tham ái. Tham ăn tham ngủ để làm gì? Để bảo quản cái thân, để cho cái thân tiếp tục tồn tại, để cho khổ đau tiếp tục tồn tại, để cho sanh tử luân hồi tiếp tục tồn tại. Như vậy chúng ta thuộc loại gì đây thưa chư vị? Có trí tuệ không? Đấy, suy nghĩ cho kỹ đi. Sáng ăn, ăn xong đi toilet, trưa ăn, ăn xong đi toilet, tối ăn, ăn xong đi toilet, xong rồi đi ngủ. Cả cuộc đời chúng ta chỉ có ăn rồi đi toilet rồi đi ngủ để phục vụ cái sự bảo quản, bảo hành cái thân này. Mà thực sự cái thân nó có cần nhiều không? Không, ăn một bữa đủ rồi. Đức Phật thọ thực có một bữa, chư tăng thọ thực có một bữa, mà ta ăn bày ra đủ các thứ kiểu, nào hủ tiếu, nào phở, nào cơm, nào cháo, mấy thứ đó vào trong bao tử rồi sao thưa chư vị? Rồi cuối cùng nó đi toilet, nó giống nhau hay khác nhau? Mà sao ta bày ra nhiều thứ để cho ta khổ, ta phục vụ cảm giác dục lạc, nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, lưỡi, thân ý, lửa cháy nơi mắt này các chư tỳ khưu. Lửa ấy Như Lai gọi là lửa tham, lửa sân, lửa si. Vị thanh văn thánh đệ tử nhàm chán, nhàm chán mắt, nhàm chán tai, nhàm chán mũi, nhàm chán lưỡi, nhàm chán cái thức, cái sự nhận biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Nhàm chán cho nên ly tham cho nên đoạn diệt cho nên giải thoát. Ngày nào chúng ta cũng ngồi vào trong đạo tràng, chúng ta cũng nghe, nhưng mà chúng ta đang say mê với giới cấm thủ, tức là ưa thích cúng lễ, cầu xin, mà ta không có chuyển hóa cái tâm thức của chúng ta. Ta không chuyển hóa từ cái chỗ tham ăn, tham ngủ, tham hơn, tham thua, mà cứ mong cầu Đức Phật cho ta cái này, Đức Phật cho ta cái kia. Đức Phật đã nói Ngài không giải quyết cái chuyện đó. Một con nai với con cọp, con cọp đòi ăn thịt con nai muốn chạy ra khỏi con cọp, mà nếu con nai chạy thì con cọp đói. Đức Phật giải quyết làm sao nào? Chúng ta muốn được việc này thì người khác phải mất cái việc cái kia. Nếu Phật đứng về phía ta thì là Phật bất công với người khác à? Chúng ta tự vô minh, chúng ta biến Phật thành ông thần. Phật chỉ cho con đường thoát khổ, ta phải nhận thấy tất cả những cái gì chúng ta tu tập để dẫn tới giải thoát. Giải thoát ra khỏi sinh tử ưu bi phiền não, giải thoát ra khỏi vướng mắc, giải thoát ra khỏi tham ái. Còn nếu không có, chúng ta chỉ là cái muỗng múc kinh, tối ngày tụng tụng đứng bề bờ bên đây không dám nhảy xuống sông, không dám nhảy xuống bè. Chừng nào sang sông thưa chư vị? Không nhảy xuống bè, không chèo chống, chừng nào sang sông? Đức Phật nói này các chư tỳ khưu, nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác, ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đấy, bốn điều kiện nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác, chế ngự ưu bi phiền não. Rồi làm sao để chế ngự đây thưa chư vị? Đức Phật nó vào rừng vắng, này các chư tỳ khưu, nếu các ông muốn vào, muốn giải thoát thể vào rừng vắng, đồng vắng, nhà vắng, ngồi dưới gốc cây một mình. Đức Phật đâu có nói ngồi hai mình đâu. Vâng thưa chư vị, ngồi dưới gốc cây một mình và quán tưởng như sau. Trong 10 cái quán á,
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới là bốn. Bốn cái đó rất là quan trọng. Lúc nào nhớ tới ơn Phật chỉ đường cho ta đi, nhớ ơn Pháp để cho chúng ta được thanh tịnh, rửa hóa, rửa sạch tất cả những cấu nhiễm, nhớ ơn Tăng là mọi việc làm đều được thanh tịnh. Và nhờ giới, một giới nhỏ cũng không phạm, phải hành trì thì mới có sự giải thoát, chứ không phải cầu nguyện mà giải thoát được đâu quý vị. Nếu cầu nguyện mà giải thoát đó là giới cấm thủ, lại càng rớt nữa. Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ là ba cái trong năm triền cái, mà nếu chúng ta phạm một cái là coi như chúng ta ở đây hoài, kiếp sau làm chó làm mèo. Chúng ta đang tu cái kiểu mỗi múc kênh nên tôi chưa bị mọi việc giao khoán cho Phật, mà ta không chuyển hóa cái tâm thức chúng ta, ta không biết tạm quý, xấu hổ, ghê sợ tội lỗi, ta phí phạm thời giờ. Mà thời giờ là tài sản quý nhất của chúng ta, cái gì chúng ta mất chúng ta lấy lại được, mà thời giờ qua rồi ta không lấy lại được. Quý vị có khi nào lấy lại được cái thời gian hồi 3 tuổi, 5 tuổi không? Vô tư lấy lại được không? Không. Sắp chết rồi tôi chưa về, gần tới nghĩa địa rồi, hãy tỉnh giấc mơ đi. Đừng nói tôi còn sống hoài, đây chồng tôi, đây vợ tôi, đây con tôi, đây nhà tôi, đây tiền tôi, đây chùa tôi, đây thầy tôi, đây trò tôi. Bỏ vào hòm rồi còn cái gì không? Đem đi thiêu ra đúng to, rải xuống biển, tiêu tan hết. Nhưng mà sống chưa tỉnh ngộ, tức là không có tỉnh giác, cho nên còn phiền não. Và tối ngày chỉ ăn rồi đi toilet, ăn rồi đi toilet, ăn rồi đi toilet, rồi tối ngủ say sưa. Thì chúng ta đang phục vụ sự bảo hành cái thân này để tiếp tục tái sanh. Không lẽ chúng ta sanh ra, thưa chư vị, chỉ có một mục đích là ăn để đi toilet, để rồi chờ chết, phải không thưa chư vị? Kính thưa quý ngài, có phải như thế không? Chúng ta đang bảo dưỡng cái thân, chúng ta phải thấy rằng là tất cả mọi hành động đều dẫn tới nghiệp, tạo nên nghiệp. Thích ăn món gì cũng tạo nên nghiệp, ghét ăn món gì cũng tạo nên nghiệp, thích người nào cũng tạo nên nghiệp, ghét người nào cũng tạo nên nghiệp. Ghét người ta không biết, nhưng mà mình đã làm nhơ uế cái tâm của mình, nhơ uế cái tâm của mình. Ngài Huyền Giác có một câu rất là hay, Vĩnh Gia Huyền Giác: thực tánh vô vô minh tức Phật tánh. Cái thực tánh của vô minh với Phật tánh tức là hai mặt của đồng tiền, thế thôi. Phật tánh là tánh giác, mà không có giác thì là vô minh, tức là mặt kia. Nó cũng ở trong cái đồng tiền, nó ở trong cái thân này thôi. Là con heo cũng là mình, là con chó cũng là mình. Mỗi ngày mình ăn như heo á, thân là thân người, mà ăn thỏa thích đam mê thì đó là heo. Thân người mà là ăn như heo, tức là trong đời sống chúng ta hành xử như súc sanh, thì thưa chư vị, khi chết ta phải đi về cõi súc sanh thôi. Nó huân tu cái tâm. Và muốn như vậy thì lúc nào chúng ta cũng phải có cái niệm mà Đức Phật dạy: tinh tấn, tín tấn, niệm. Phải có niệm, nghĩ nhớ rằng tôi sắp chết, tôi sắp chết, tôi sắp chết. Và chết rồi tôi sắp sửa làm con chó, tại vì tôi ưa cãi cọ. Tôi sắp sửa làm con heo, tại vì tôi ăn tạp, ưa thích ăn, khoái cảm ăn. Tôi sắp làm con rắn, tại vì tánh tôi khó chịu. Đấy, cái nhân quả là vậy đó. Tín tánh niệm, ba cái đó phải đi trước. Tin sâu nhân quả, tin vào tam bảo. Tánh là tinh tấn, các việc thiện nhỏ nhất cũng phải làm, các việc bất thiện nhỏ nhất cũng phải bỏ. Rửa sạch trong tâm, đừng ghét ai á. Mình ghét ai là đầu tiên mình bị ô nhiễm cái tâm mình rồi. Đừng thương ai á, tại vì thương nó, thương ghét nó là hai mặt đồng tiền. Thực tánh của vô minh tức là Phật tánh, giống như đèn á,
Ban đêm quý vị tắt đèn nên nó tối hù à, đó là vô minh. Mở đèn lên nó sáng trưng, cái gì cũng thấy hết, đó là tuệ giác. Chỗ nào có tuệ giác thì không thấy vô minh, chứ vô minh nó vẫn nằm đấy. Vô minh là bóng tối ấy. Bóng tối đâu có đi đâu đâu, tắt đèn cái là thấy bóng tối ngay. Cho nên vô minh chính là Phật tánh, Phật tánh chính là vô minh. Nhưng muốn hiểu được điều đấy, để tới sự giải thoát rốt ráo, ta phải hành trì. Không phải tối ngày cứ ăn rồi đi toilet, ăn đi toilet, ăn đi toilet rồi ngủ rồi chờ chết. Cái đó không phải hành trì. Cái đam mê thỏa thích, phóng dật theo cảm giác dục lạc. Và kính thưa chư vị, sống sao chết vậy thôi. Thường cảnh y duyên. Cái lúc sống nghiêng hướng nào, chết đi về hướng đấy. Cho nên tu tập phải hành trì. Xin chư vị đừng hành xử như cái muỗng múc canh. Ngày nào cũng tụng kinh, tụng hết kinh này tới kinh kia, mà tâm tham, tâm sân, tâm si không bỏ, không biết tàn quý sám hối, không biết ghê sợ tội lỗi, cứ lo ăn uống để bảo quản cái thân. Đấy, ăn uống thỏa mãn cảm giác. Ăn cái gì rồi đi toilet làm sao thưa chư vị? Nó cũng giống nhau à. Cho nên ta chỉ cần những thứ gì cần dinh dưỡng cho cơ thể. Đâu quý vị thử nhìn ăn tháng đi, không chết đâu. Nó sẽ sáng ra. Chúng ta bớt làm con heo. Tối ngày ăn rồi đi toilet, ăn đi toilet. Ăn đi toilet có phải giống heo không quý vị? Giống không? Rồi ê ra tùm lum á, rồi để người ta phải dội nước ta rửa mấy con heo á. Heo nó ăn xong nó ê ngay tại chỗ, nó đi đâu vậy? Người ta nuôi đó. Quý vị có bao giờ đi chạy nuôi heo chưa? Cho cái máng heo vô đủ các thứ nó ăn, ăn sung sướng lắm. Xong nó nằm kềnh rồi đó, nó ị ra đó, rồi ta phải lấy nước ta rửa sạch. Chúng ta có khác không? Ăn xong rồi ị, ăn xong rồi ị. Mà chúng ta tự hào, tôi là Nguyễn Văn A, tôi là Nguyễn Thị B, tôi đẹp, tôi thông minh, tôi giỏi, cái gì cũng là bản ngã hết. Mà chúng ta hành xử không khác gì còn súc sanh. Cho nên ở đây vấn đề quan trọng, xin đừng làm cái mũ múc canh. Đừng nói lý thuyết, làm đi, sửa đi, thay đổi cái lối sống của mình. Tụng kinh không giải thoát đâu. Nó được cái lưỡi gì? Kiếp sau là con sáo ở trên nóc chùa đó, hót cho nó hay. Cúng dường y phục thì kiếp sau làm con sáo được, có bộ lông đẹp. Cúng dường áo gà, cơm gạo thì kiếp sau làm con sáo được, người ta bỏ trong lòng, người ta cho ăn, không bao giờ đói. Nhưng không có tuệ giác thì nó làm con sáo đó thưa chị. Thường cận y duyên mà. Tài sản quý nhất của chúng ta trong đời người là thời gian. Thời gian qua rồi không bao giờ lấy lại được. Xin đừng có trễ nải, xin đừng làm cái mũ múc canh. Hãy thực hành đi trong đời sống hàng ngày. Mọi việc làm đều phải có niệm. Tôi biết rất rõ việc này sẽ dẫn tới nhân quả. Ăn kiểu này sẽ thành heo. Phải biết rất rõ như vậy. Cái nhàm chán, ghê tởm thì mới có giải thoát. Còn chúng ta sống trong cảm giác dục lạc. Sáng ăn đi toilet, trưa ăn đi toilet, tối ăn đi toilet. Thưa chư vị, có khác con heo không? Con heo nó cũng thế thôi. Chúng ta đang quân tu kiểu đấy. Phục vụ cảm giác dục lạc, chứ đâu có phải phục vụ cái thân. Thích làm đấy. Có phải mục đích của chúng ta sinh ra để chỉ để ăn để rồi ê, ê, ăn rồi ê, rồi chờ chết không? Hãy suy nghĩ đi quý vị. Thay đổi lối sống đi. Thay đổi lối sống. Phải hành trì. Còn nếu không chúng ta chỉ làm những cái mũ múc canh. Và mũ múc canh thì có bao giờ
hưởng được cái hương vị của kinh không? Bút hết tô này tô kia, kinh này kinh kia đọc tùm lum hết, mà tánh nào tật ấy còn y nguyên. Lạy Phật từ bi, Phật hỏi pháp danh con là gì? Bạch Đức Thế Tôn, pháp danh con là nguyên tánh. Nguyên tánh là sao? Là tánh nào tật ấy còn y nguyên. Con nghe Phật nói nhưng mà tánh nào tật ấy con còn y nguyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện cho những phước lành, những sự tu tập thanh tịnh trong giáo pháp của Như Lai giúp chúng con nhận rõ, muốn chuyển đổi và đảm bảo cho sự tái sanh được tốt lành, chúng con phải thay đổi cái lối sống, không thể tham đắm trong cái ăn và cái ngủ để rồi tiếp tục tái sanh làm súc sanh hoặc là ngạ quỷ. Xin chia đều những phước lành này đến chư thiên và loài người. Thân bằng quyến thuộc chúng con đã mất, sớm sanh về nơi an vui. Thân bằng quyến thuộc còn đang sống, tránh ác làm thiện, tu học tinh tấn. Và riêng đối với chúng con, xả bỏ cái tâm chấp và giới cấm thủ, sửa đổi lại cách sống, hành trì, mong cầu sự giải thoát. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng.